bầu khí quyển của các hành tinh như trái đất và sao hỏa phát sáng liên tục cả ngày lẫn đêm do ánh sáng mặt trời tương tác với các nguyên tử và phân tử trung hòa trong khí quyển. Nhưng nếu như con người trên trái đất thường bị cuốn vào khoảng không vô tận, đen kịch, thăm thẳm, được chấm phá bởi những ngôi sao sáng lúc về đêm, thì bầu khí quyển của sao hỏa lại có màu xanh lục. Hành tinh đỏ nhưng lại chìm vào màn đêm với màu xanh lục ư? Tại sao vậy nhỉ? Chào mừng các bạn đang theo dõi chương trình khoa học vũ trụ trên FBNC. Các bạn biết không, tàu quỹ đạo ExoMars-3 của cơ quan vũ trụ châu Âu ESA mới đây đã phát hiện một hiện tượng đầy thú vị trên sao hỏa. Đó là ánh sáng ban đêm trên hành tinh đỏ có màu xanh lá cây. Đây là lần đầu tiên một ánh sáng xanh dịu được phát hiện trên bầu trời đêm của sao hỏa. Và đáng nói là lần này chúng ta thậm chí có thể nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ bằng mắt thường. Đây là một phát hiện độc đáo mang lại dữ liệu quan trọng về bầu khí quyển của sao hỏa và tạo cơ hội mới cho các sứ mệnh nghiên cứu tương lai, theo Science Alert. Ánh sáng này có độ sáng đủ lớn để có thể nhìn thấy từ mặt đất, mở ra cơ hội thú vị cho những phi hành gia tương lai khám phá các vùng cực của sao hỏa. Bên cạnh đó, phát hiện này cũng thu hút sự chú ý của cộng đồng khoa học với những ý kiến kinh ngạc. Jean-Claude Gerard, tác giả chính của nghiên cứu và nhà khoa học hành tinh tại Đại học Leeds, Bỉ cho biết, những quan sát này thật bất ngờ và thú vị, nhất là cho những chuyến đi tới hành tinh đỏ trong tương lai. Vậy ánh sáng xanh ấy xuất hiện từ đâu? Theo các nhà nghiên cứu, ánh sáng ban đêm màu xanh lá cây trong bầu khí quyển sao hỏa xuất hiện khi nguyên tử oxy kết hợp để tạo thành phân tử oxy. Và hiện tượng này xảy ra ở khoảng cách 50 km so với bề mặt hành tinh. Đây chính là sự tái hợp của các nguyên tử oxy được tạo ra trong bầu khí quyển mùa hè và được gió vận chuyển đến các vĩ độ cao vào mùa đông. Hiểu rõ về ánh sáng ban đêm sẽ không chỉ cung cấp thông tin quan trọng về thành phần khí quyển mà còn giúp các nhà khoa học chuẩn bị cho các sứ mệnh có người lái tới bề mặt sao hỏa. Ngoài ra, ánh sáng xanh này còn có giá trị khoa học lớn khi cung cấp thông tin về mật độ oxy và các quá trình động lực học trong khí quyển sao hỏa. Điều này có thể giúp giải mã năng lượng tích tụ từ ánh sáng mặt trời và gió mặt trời, đồng thời cung cấp những thông tin quý báu về môi trường không gian của sao hỏa. Sự khám phá này không chỉ là một bước tiến lớn trong hiểu biết về sao hỏa, mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho nghiên cứu tương lai, đặc biệt là khi các sứ mệnh tới hành tinh đỏ ngày càng trở nên khả thi. Một điểm thú vị khác trên sao hỏa đó là nền trời lúc hoàng hôn. Nhìn từ không gian, trái đất của chúng ta sẽ là một quả cầu xanh nhạt, đối lập với sao hỏa, hành tinh đỏ. Nhưng khi hoàng hôn, trái đất lại đỏ và tương phản với màu thiên thanh của sao hỏa. Hoàng hôn trên sao hỏa có màu xanh tương tự như bầu trời xanh của chúng ta, trong khi hoàng hôn của chúng ta lại có màu đỏ. Tất cả là do sự phân tán ánh sáng mặt trời lên các phân tử tạo nên bầu khí quyển của chúng ta. Mặc dù có màu trắng nhưng ánh sáng mặt trời bao gồm nhiều bức sóng khác nhau và các phân tử cũng như hạt bụi chỉ tương tác với những bức sóng nhất định. Bằng cách tán xạ các phần cụ thể của quang phổ ánh sáng, các hạt bụi này tạo ra màu sắc mà chúng ta nhìn thấy. Chính bụi trong không khí là nguyên nhân tạo ra màu thiên thanh chứ không phải màu đỏ. Các quan sát từ năm 2000 từng cho thấy rằng do không khí đầy bụi, mặt trời trong buổi hoàng hôn trên sao hỏa chuyển sang màu xanh và mờ đi rất nhanh, y như trong những buổi chiều đầy sương trên trái đất. Tàu tự hành Opportunity vào năm 2004 đã xác định lượng bụi trong bầu khí quyển sao hỏa cao gấp 2 lần do tàu thăm dò Pathfinder gửi về từ một địa điểm khác trên hỏa tinh vào năm 1997. Hiện nay, bầu khí quyển của sao hỏa rất khác so với trái đất, cả về thành phần lẫn mật độ. Bầu khí quyển của sao hỏa rất mỏng manh, áp suất của nó tương đương với khoảng 1% áp suất của trái đất và nó cũng thiếu nitơ và oxy. Bầu khí quyển của sao hỏa được tạo thành từ carbon dioxide và có rất nhiều bụi. Bụi mịn này có xu hướng phân tán ánh sáng đỏ và khiến ánh sáng xanh lam mát mẻ xuất hiện. Trên trái đất thì ngược lại, khi mặt trời xuất hiện ở vị trí thấp tại đường chân trời, ánh sáng có khoảng cách di chuyển xa hơn trong bầu khí quyển nên bị tán xạ nhiều hơn và màu đỏ xuất hiện. Chưa kể trên trái đất, chúng ta có một bảng màu đỏ rộng hơn, thực chất được khuếch đại thêm từ tro núi lửa và bụi từ các đám cháy. Đây là một hiện tượng khá thú vị, vì sao hỏa và trái đất là một trong số ít nơi chúng ta có thể thấy sự thay đổi màu sắc của khí quyển vào lúc hoàng hôn và bình minh. Nhiều vật thể khác trong hệ mặt trời thiếu bầu khí quyển đủ dày để tạo ra hiệu ứng hoặc bầu khí quyển có mây dày đến mức không thể nhìn thấy màu sắc gì.
Trên thực tế, việc phát ra ánh sáng ban đêm là một hiện tượng tương đối phổ biến trên các hành tinh thuộc hệ mặt trời. Và cũng có nhiều nguyên nhân khiến bầu khí quyển của chúng ta phát ra ánh sáng vào ban đêm. Tuy nhiên, vẫn ít hơn rất nhiều so với các yếu tố tạo nên ánh sáng ban ngày từ mặt trời. Vào ban ngày, ánh sáng mặt trời phân tách các phân tử trong một quá trình gọi là quang phân ly. Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, bầu khí quyển có thể tránh khỏi bức xạ khắc nghiệt của mặt trời. Các nguyên tử lỏng lẻo có thể kết hợp lại thành các phân tử, giải phóng năng lượng dư thừa của chúng dưới dạng photon. Trên trái đất, ánh sáng ban đêm có thể nhìn thấy từ không gian dưới dạng các lớp ánh sáng xanh lục, vàng và thậm chí là đỏ, tùy thuộc vào các phân tử liên quan. Nhưng trên các hành tinh khác, có thể nói rằng mọi thứ kém thu hút hơn một chút. Dù vậy, bầu khí quyển của các hành tinh vẫn có những điểm nổi bật riêng. Ví dụ, ánh sáng ban đêm trên sao Kim là tia hồng ngoại. Điều này khiến sự rực rỡ của sao Kim không thể được nhìn thấy bằng mắt thường. Trong khi đó, ánh sáng của sao Mộc lại chứa nhiều tia cực tím và chúng dường như rất đa dạng. Tận mắt nhìn lên bầu trời đêm hoặc chiêm ngưỡng những hình ảnh được gửi từ vũ trụ, chúng ta sẽ thấy một khoảng không gian đen kịt, thăm thẳm được chấm phá bởi những ngôi sao sáng. Nhưng tại sao nó lại có màu đen? Tại sao không gian vũ trụ không đầy màu sắc hoặc có màu xanh giống như trên bầu trời ở trái đất? Nhiều người ắt hẳn sẽ trả lời do vũ trụ tối, không được chiếu sáng bởi mặt trời. Nhưng trên thực tế, màu sắc của vũ trụ lại ít có liên quan đến việc thiếu ánh sáng. Bạn sẽ nghĩ rằng có hàng tỷ ngôi sao trong thiên hà của chúng ta, chúng phản chiếu ánh sáng và sáng rực như khi chúng ta nhìn lên bầu trời đêm. Stanley Hutchinson Smith, một sinh viên tốt nghiệp ngành thiên văn và vật lý thiên văn tại Đại học California, Santa Cruz, UCSC cho biết, nhưng nó thực sự rất tối. Hutchinson Smith cho biết, mâu thuẫn này được giới vật lý và thiên văn học gọi là nghịch lý của Olbers. Trong đó, hiện tượng được giải thích bằng lý thuyết giãn nở không gian, thời gian, rằng vũ trụ của chúng ta đang giãn nở nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Có thể hiểu rằng ánh sáng phát ra từ mặt trời hoặc từ các thiên hà đang giãn ra, biến thành sóng hồng ngoại, sóng vi ba và sóng vô tuyến, thứ mà mắt người không thể nhìn thấy. Đây chính là lý do mà khoảng không gian trong vũ trụ có màu tối đen khi nhìn bằng mắt thường. Miranda Affel cũng là một sinh viên tốt nghiệp ngành thiên văn và vật lý thiên văn tại UCSC thì cho rằng nếu con người bằng một cách nào đó có thể nhìn thấy những tia cực tím hoặc tia hồng ngoại thì bầu không gian chắc chắn sẽ tràn ngập ánh sáng. Giải thích cho điều này là bởi các proton và electron tồn tại từ thời sơ khai của vũ trụ bị phân tán bởi vụ nổ lớn có tên khoa học là Big Bang vẫn đang lấp đầy tất cả không gian. Một lý do khác khiến phần không gian giữa các vì sao và giữa các hành tinh có vẻ rất tối là bởi chúng là một vùng chân không gần như hoàn hảo. Nếu bạn chưa biết, bầu trời của trái đất có màu xanh lam do các phân tử cấu tạo nên khí quyển, chủ yếu bao gồm nitơ và oxy, làm tán xạ rất nhiều bức sóng màu xanh lam và tím của ánh sáng khi nhìn thấy từ mặt trời theo mọi hướng. Tuy nhiên thì trong trường hợp không có vật chất, ánh sáng sẽ truyền theo một đường thẳng đúng nghĩa từ nơi phát ra chúng. Bởi vì không gian là một chân không gần như hoàn hảo, nghĩa là nó có cực kỳ ít phân tử vật chất, nên hầu như không có chất xúc tác để phân tán ánh sáng tới mắt của chúng ta. Khi đó, chúng ta sẽ chỉ thấy một màu đen duy nhất. Giả thuyết này được ủng hộ bởi một nghiên cứu vào đầu năm 2021 trên tạp chí Vật lý Thiên văn, cho rằng không gian có thể không tối đen như chúng ta vẫn lầm tưởng. Thông qua sứ mệnh New Horizons của NASA tới sao Diêm Vương và vành đai Kuiper, các nhà nghiên cứu đã có thể nhìn thấy không gian vũ trụ mà không có sự can thiệp của ánh sáng từ trái đất hoặc mặt trời. Một giả thuyết cách đây hơn 200 năm cũng từng giải thích nguyên nhân khiến bầu trời trên trái đất tối về đêm. Đó là do các đám mây hydro ngăn cản ánh sáng phát ra từ vô số ngôi sao. Và giờ đây giả thuyết này đã được chứng minh là chính xác. Các nhà thiên văn học khi đó ước tính có 100 đến 200 tỷ thiên hà trong khoảng vũ trụ mà con người quan sát được, không đủ để lấp đầy bầu trời. Vì thế họ cho rằng giả thuyết này không chính xác để giải thích nguyên nhân bầu trời chuyển tối. Tuy nhiên vào năm 2004, bằng cách sử dụng kính viễn vọng Hubble, các nhà thiên văn học kết luận có khoảng 2.000 tỷ thiên hà trong vũ trụ. Số lượng thiên hà gấp 10 lần hoặc hơn đó có thể lấp đầy sao trên bầu trời, nhưng phần lớn hoặc tất cả ánh sáng từ các thiên hà xa xôi bị hấp thụ bởi lớp khí hydro ngăn giữa trái đất và thiên hà. Đó chính là ý kiến do Olbers đề xuất, nhưng các nhà khoa học trước đây đã xem nhẹ nó.
Giờ đây chúng tôi nhắc lại giả thuyết này như một lời giải đáp cho hiện tượng bầu trời tối khi về đêm. Christopher Kochelecher, giáo sư vật lý học thiên thể, trường Đại học Nottingham, Anh giải thích. Giáo sư Kochelecher cho biết, các nhà thiên văn học khác đã chứng minh sự tồn tại của các đám mây hydro bằng cách nghiên cứu quang phổ của ánh sáng. Tuy nhiên, khi đó họ không biết có các thiên hà ở đằng sau bức tường hydro. Ngoài ra thì một số thiên hà nằm rất xa trong vũ trụ, do đó ánh sáng của chúng không thể chạm tới trái đất. Có thể vẫn còn nhiều vũ trụ, nhiều vật thể đằng sau đường chân trời, giới hạn mà chúng ta có thể nhìn thấy được, giáo sư Kochelecher nói. Và đến đây thì chương trình xin được phép khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!